Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại vách đá cuối cùng của bản Háng Đây. Thì hôm qua các bạn biết là chỗ này thì hôm qua mình đã mở được khoảng 20m rồi các bạn ạ. Đến tối định gạt nốt cho nó xong chỗ này nhưng mà lại tụt cái gì nhỉ? Cái chốt gầu. Làm mãi mấy anh em làm mãi mới được. Sáng nay vừa vào bơm hết dầu mỡ máy móc rồi. Hôm nay thì mình sẽ cùng với bà con dân bản hoàn thiện cái phần này các bạn ạ. Đây Đạt đang Đạt Thái Nguyên đang rút ống nước cho anh em. Tối qua có ngủ được không? Ngủ được. Gió quá nhỉ. Chỗ này có vướng không? Vướng đấy. Bây giờ phải rút kiểu gì tí nữa phải rút quay ngược lại cơ. Ở đây á? Đấy múc từ đoạn cua kia cơ. Ừ. Yên tâm tối nay là ngủ trong nhà AC rồi nhá. Rất là vui hôm qua mình ngủ một đêm ở đấy bắt đầu gió Lào nó về ấy. À hôm kia gió Lào về không ngủ được. Tối hôm qua cũng gió rất là to. Hôm qua mình mới điện cho AC bảo là tình hình xem là có giúp đỡ bọn anh được không, cho bọn anh thuê lại nghỉ ở cái nhà em. Bây giờ bộ em đi làm rồi thì cho vợ xuống ngủ tạm ở nhà bố mẹ. Thì AC sau một lúc đi hỏi vợ này, hỏi bố đẻ này để xem cho chuyển xuống dưới được không thì gia đình cũng đã đồng ý và cho mình thuê lại căn nhà hiện tại cái lán đang ở gần đấy, nhà AC ấy. Thì chính thức bây giờ thì anh em mình sẽ buổi trưa hôm nay sẽ chuyển nhà vào trong nhà AC để ở các bạn nhé. Tin rất là vui, cũng mừng anh em, mình cũng rất là lo. Đang định xuống khu vực nhà trường này thì cái phòng nó nhỏ, anh em ở đấy nó nhiều lúc cô giáo với lại học sinh nó cũng bất tiện. Ở nhà AC là hợp lý nhất. Rất là tuyệt vời. Bây giờ đỡ được cái chỗ ăn chỗ ở rồi, yên tâm rồi. Phía bên này tí nữa mình sẽ cho máy xúc của Along xuống kết hợp làm cùng mình luôn, mình đục đá và máy xúc sẽ xúc luôn để giải quyết nhanh cái đường này. Hôm qua bà con cũng hót từ cái chỗ này này đi đến kia đấy, hôm nay mà không hoàn thiện luôn để bà con dọn cho nó xong cái đường cho người ta, lại mấy hôm nữa lại lấy gầu vào làm thì rất là mất nhiều công của bà con. Nên là mình thôi thuê cả máy Along làm ở đây cho xong đoạn này đi, xong lại tiến máy lên kia để mình lắp gầu vào hai máy tiếp tục bạt cái tả ly trên kia cho nó dứt điểm đi. Ok, làm việc thôi. Máy Along thì như đang bơm dầu bơm mỡ gì ạ. Đây đây, cô đây rồi. Ơi, kéo dây lại một tí để làm cho nó xong cái này đã. Kéo. Chốt ta, kéo lại một tí. Cái lại bên kia tí, một ngày hôm nay thôi. Tối cho vào. Nhé. Biết rồi, cô cà rồi, nhưng một nốt ngày hôm nay thôi nhá. Tí nữa thuê hai máy xúc mà làm cho nó xong cái này để mai lắp thoải mái nhá. Toàn là đá thôi. Chỗ này em vạc cho anh cái máy này bạt vào một tí nhá. Từ chỗ đất đỏ này ra chỗ đất cua kia ra khoảng 5-70 phân gì đấy. Hết rồi, cho nó thành máy không nó sạt đấy. Với lại chỗ đằng sau máy em này. Cứ quăng xuống đường này thôi. Đây này, vạc từ chỗ này đi. Vạc từ chỗ này cho nó ra khoảng 5-70 phân gì đấy. Đấy, trên cỏ voi kia vạt mái nó xuống cho nó rộng cái đường ra tí, nó bớt cua đi một tí. Cái ống nước này người đâu hết nhỉ, chưa thấy ai lên nhỉ. Em làm đầu đằng này trước này, chưa có người làm đầu đằng này trước thì
ống nước nó trên cao. Quay máy từ bên kia làm sang bên này. Hai máy làm luôn cho bà con sửa đường luôn một thể đi. Không mai kia lại lắp khó. Đạt ơi, kéo tôi cái ống nước sang bên kia phát. Hay là chống lên cao một tí để cho nó đất máy này làm nó đỡ dính vào ấy. Đây hiện tại tắt mặt bằng ra cũ được quá, chỗ này lên một tí này, chỗ này lên một tí thôi, khoảng 20-30 phân thôi, chỗ kia lấy mặt bằng cũ rồi hả? Quăng quăng đấy. Quăng hết lên mỗi chỗ trũng này cho lên khoảng 30 phân thôi. Em nghĩ chỗ này là nó hẹp rồi. Ừ. Đấy. Cứ bật lên xuống đi. Ừ, cứ bật xuống đi. Mấy? Có. Mấy chị em làm ở đây nhớ là làm đầu này đừng có tiến ra đầu kia, anh gạt đá không để ý rơi vào đầu nhá. Đừng có ra đầu ngoài của nó nhá. Hiểu không? Làm ở mé bên này thôi. Tí nữa lại quay lại chỗ lồng kia thì quay chỗ này mà nó chậm quá thì quay lại chỗ lồng kia. Bơm mỡ ở chỗ cái vách đá kìa. Mitu mi say không ở đây, không cho nó ở đây đâu. Nó chạy nhùng nhằng gầu, bọn anh có làm sao để ý hết được. Cho nó lên đây này, lên đây thì được. Bây giờ anh gạt một cục đá nó lăn vào đầu nó chết à? Cục đá ngoài kia. Đây phía này hôm qua hai gốc cây nó chườm ra đường thì chỉ được có 2m3. Giờ nó mở ra rộng khoảng 3m rồi các bạn. Chỗ này được 3m rồi nhưng mà sang bên này là bắt đầu nó nhiều đất. Đang phải chờ máy lồng sang quạt một loạt đi. Qua cái tả ly đi để lộ đá ra mình làm nó dễ hơn. Nó phải nhiều đá thì cái búa đục đá nó phát huy tác dụng, còn nhiều đất thì đá ít thì lại búa lại không làm được hiệu quả đâu các bạn. Nhưng mà đến cái chỗ máy mình dừng bên kia là nhiều đá lắm. À đá toàn đá cứng này. Từ đây đến khoảng này là gần như là ít đá. Có đá nhưng mà ít. Nó chủ yếu dưới chân này. Nó lồng quét một lượt. Đi nó lộ ra chỗ nào thì mình ngoánh chỗ đấy. Đây là nguy hại nhất chỗ này các bạn. Rất khó đấy. Không phải đơn giản đâu nhá. Đây lúc nãy mình thò đục vào đục đầu tiên. Cục này là không thấy nhúc nhích gì rồi.
tay chiều hôm kia đục chỗ này thử hết rồi, lõm xước xước ra này, xước ra bên ngoài đúng như kiểu cái hòn đá mà đợt trước mình lấp lên ấy, lấp đi ở chỗ cái đoạn cua ấy, đúng kiểu hòn đá đấy luôn. Và đây có nhiều lắm nhá, 1 hòn, 2 hòn, 3 hòn, 4 hòn, 5 hòn. Chắc chắn là 2 hòn này là phải nở rồi, nở ra rồi, không phá được kiểu bằng máy xúc được. Mười hai giờ trưa rồi các bạn ạ, tắt máy nghỉ thôi, nắng nóng quá. Đây khu vực này lồng đã quất hết một cái lớp cỏ cây ở phía bên ngoài, đất ở bên ngoài lộ ra toàn đá dưới chân này, này. Nghỉ thôi, chiều làm tiếp thôi. May chỗ này nó cũng rộng, mỗi chỗ cái đuôi máy xúc kia chắc là phải đục đi một chút thôi. Nặng nhất là 2 cái mỏm đá ngoài kia thôi. Nghỉ đi. Mười hai kém 15 rồi. Nghỉ cơm thôi. Vạc đi được khá nhiều cua rồi nhưng mà vẫn khuất tầm nhìn các bạn. Nhưng mà không ấy được đâu, không vạc hết được chỗ này đâu, tại vì nó cua lắm chỗ này. Vạc có mà hết nửa quả đôi này. Cái này phải máy to, cần dài máy 200. Quất mới ổn được. Thôi như thế này là quá ổn rồi. 3 mét thoải mái. Về đến nhà AC rồi đây. Bạn nào đã nấu cơm xong rồi đây này. Đấy, nhà AC nó chắc chắn và nó mát mẻ hẳn các bạn ạ. Bên kia nó mùa đông thì ấm đấy, mùa hè này mát lắm. À, mùa hè này nóng lắm. Đây, đồ đạc nhà AC thì có mỗi mấy cái bát với cái đũa, cái ấm, chả có cái gì cả. Bên này có mấy ngọn măng, ngọn khoai thì thôi. Bên này có một cái giường. Chắc là chiều nay phải bảo anh em chuyển giường ở đây, giường ở bên kia sang dần thôi. Vợ C hình như vẫn chưa mang quần áo xuống dưới. Trên này mái palu này mát các bạn ạ, mùa này vẫn mát. Ở dưới mình mà cái mùa này mà lợp cái này thì chịu, không tài nào mà ngủ được. Đầu bếp đến từ Thái Nguyên. Món gì đây? Thì gà ấy à, gà đông lạnh à? Gà đông. Đẳng cấp ấy. Có gừng nữa thì màu đẹp hơn. Ok, bắt đầu vào ăn cơm rồi, ngồi nhà C mát lắm. Bắt đầu từ bữa cơm hôm nay các bạn nhé. Này, A Lồng còn mang cả ấy. Ui, anh thích ăn cái này lắm. Cho anh xin xin bát cơm xôi. Ăn cơm xôi, ăn cơm tẻ. Tẻ kìa, cơm nương kìa. Ăn chán rồi phải không? A Tú thì thích ăn cái này lắm. Cơm của A Lồng mang lên, vợ chồng A Lồng mang lên. Xôi với lá, à với cái hoa gì ấy nhỉ? Cơm nhá. Hoa vàng. Thơm ngon lắm. Đầu bếp A Đạt thì đạo diễn nhiều món đấy. Kinh, gặp mắm, gặp miếc, đủ kiểu đấy. Thôi, nằm mọ. Cơm nhá. Cơm đặt. Ăn xôi à? Hay cơm? Đây đây, tôi có món cháo này. Cái gì? Cháo. Sao là có món cháo? Cháo bắp chuối. À. Từ nấu từ sáng. Đây là đỉnh nha. Cháo bắp chuối. Ăn cơm nhé. Mở hết đường khô.
trong này, vật liệu lên là tốt. Giờ là đổ là ngon lắm rồi, nóng. Vật liệu vào ngon quá. Ok, vừa mới nghỉ trưa dậy các bạn ạ. Giờ sẽ cùng với bạn Đạt sẽ chuyển hết cái đồ đạc này vào trong. Bụi bặm quá nhỉ. Có cái bếp ga. Bụi quá. Ui dồi, có cả thịt ở đây cơ. Bây giờ sẽ di chuyển vào trong nhà AC đây các bạn ạ. Này, ông cầm này, tôi cầm bình. Lần lượt từng cái một. Chuyển nhà. Người ta bảo cháy nhà ra mặt chuột thì mình chuyển nhà ra mặt chuột đấy. Cứ để vào trong. Ui sao có gà trong nhà. Ui, mở cửa nó chui ra. Ui nó chui vào đấy. Kê lên. Kê tấm ván đây nhỉ. Yeah. Đồ AC chưa cất đi nữa. Ui gà vào đây. Tí nó đẻ ngay trong này. Cái giường này thì buổi tối hai anh em ngủ được, còn buổi ban trưa anh em mình chắc là ngủ đất thôi. Thân chiếu cứ để đây. Nó chuyển đồ chứ. Lấy cái tấm ván nhỉ, kê cái bình bếp ga lên. Đây để cái bếp này. Được mà. Được vừa không? Dưới chân đấy chứ. Kê cao nhá. Không. Nó phải cao cao tầm này chứ. Nó phải tầm này quá. Thế rồi. Úi, đổ ngay. Không, không, để kê lên. Kê. Có cái gì kê lên. Đấy, để bếp ga. Ui, gạo nặng thế. Các bạn đồ máy móc để dưới nhà làng à? Vặn vào là vặn ra. Đấy. Mùa này bắt đầu gió Lào về nhỉ? Từ hôm kia đấy, từ khi hôm mình ngủ đấy các bạn. Đấy, bây giờ ngoài trời vẫn gió ở mầm. Gió là gió nóng các bạn ạ. Nó không phải là gió lạnh như mùa đông đâu. Nó Lào mà, nóng. Đấy, anh em sẽ nấu ở đây. Bình để trong này. Hình như sắp hết rồi nhá, cái bình ga này. Nhẹ nhẹ rồi. Mùa này thì đỡ, nhưng mà mùa này nấu cơm bếp củi. Bếp củi cũng ấy lắm. Cho sang bên này. Bếp củi vừa nóng. Mùa đông thì lại không củi, không cháy. Mùa hè thì nóng nực, đi làm mệt về mà nhóm bếp cũng vất vả chứ. Thế là buổi tối là Đạt với A Tuyến là ngủ một giường đấy được quá. Còn anh em tôi thì buổi trưa thôi, trưa ngủ đất được cho mát. Hết chưa? Còn mỗi chăn chiếu thôi gì? Còn một ít đồ ở nhà A xáy làng kia kìa. Cái đợt đầu tiên chuyển lán vào đây để đấy đấy. Nhưng mà đồ làm ấy gì? Đồ đấy, đồ vật liệu, đồ để làm ấy. Ok, cơ bản vậy thôi. Đấy, như này thôi các bạn. Này chắc là đồ của AC, chắc là tối vợ AC dọn dẹp về dưới nhà bà.
Anh em thế là yên tâm lắm, rồi may quá vợ chồng AC tạo điều kiện. Không biết được nào một lần. Hỏi dưới trường học ấy chắc cũng được thôi, ở cạnh cô giáo. Cô giáo một phòng thì Adat ở một phòng. Thế nhưng mà nó nhỏ. Phòng nó nhỏ tí, anh em công nhân à, anh em công trường mình thì kiểu thích cái rộng rãi, nó thoải mái tí, không cái phòng nó bé bé. Nó chật hẹp ấy. Buổi trưa nó nóng nực. Ở nó cũng không được mát mẻ lắm, nóng. Này thì quá mát rồi. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục xuống công trường cùng với A Lồng xong chỗ kia di chuyển máy lên trên các bạn nhé. Máy A Lồng vét qua được một đợt nhé. Những cái đá mình vừa đục ra này, riêng cái máy có gầu không bao giờ mà quét ra được các bạn. Cái hiệu quả của cái máy đục đá này rất là tuyệt vời luôn. Rất là cảm ơn tới người anh ở bên Mỹ đã gửi tặng cho kênh của cái máy cái búa đục đá này. Rất hiệu quả công việc này, mà bảo là dân mà mở ra đi lấy xà beng hay là đi lấy cái máy con đá chứ mà con ra thì không biết là đến bao giờ mới xong cái đá kiểu này. Bà con bắt đầu xuống rồi đấy. Hôm nay bạn Đản Thái Nguyên thấy cầm cuốc mặc áo dài dưới này giúp mấy chị em rồi đây. Không biết lên đây có kiếm được em nào không. Có cái lòng nhân hậu phải nói là quá tuyệt vời. Hai giờ hơn rồi nhé, sáng nay nghỉ hơi sớm ấy nhá. Đang ngồi trên máy xuống chả thấy bà nào em nào thế này, chết dở. Ai bảo về? Anh Lầu bảo về á? Lô ra ra 9 giờ, 11 giờ nghỉ thế mà tùa. Này, chỗ kia tí nữa máy xúc san đất xuống xong chị em làm cái dốc nó hơi lươn lươn lên cho cái đường nó to nhé. Hơi dốc lên, không đi như cũ mà nó hơi dốc lên một tí. Cho nó đẹp đường, cả đường trên, cả đường dưới. À, ui, thằng con Trung Quốc này chùm kín mít thế này á, không chùm được quá. Quên lấy cái mũ cho nó đuổi. Thật đấy. Ui, để này cho nó thoáng quá. Chùm kín mít nó cứ ngọ ngoại ở trong ấy. Nóng đầu quá nhỉ. Chị hôm trước mình có ghi hình ở nhà cũng có một mới được ít thôi, mấy triệu của cái Mạnh Thường Quân thôi, đang mong muốn là đủ khoảng 50-60 triệu gì đấy giúp chị làm một cái nhà gỗ các bạn ạ. Không cần to lắm nhưng mà giúp ba mẹ con nhà chị Nu này một cái nhà gỗ thì đẹp quá. Hôm nào tiếp tục, hôm nào mình lại lên nhà chị. Máy A Lồng đào nốt chỗ kia là về bên này, gạt nốt phía bên này là sẽ tiến lên trên tả lý trên kia các bạn.
Ỏi quá. 3 giờ chiều nóng ơi là nóng. Đi đâu về đây? Bốc hết chỗ này xong là xong rồi. Chờ đục tối đá đến chỗ này nữa là thông hết các bạn nhé. Này ô tô đi thoải mái rồi nhưng mà để mà đổ bê tông thì chưa an toàn được. Mấy chị em mày sao đây? Chờ máy xúc à? Ờ, dò. Alo ông ơi, múc nốt chỗ này đi để bà con làm nốt cái này cho nó xong đi. Hả? Sao lại chị ua? Mùng tờ là cái gì? À, định đánh đường bên kia nhưng mà đường bên kia chưa dùng được đâu. Mấy nữa lại lăn đá, còn nhiều đá lắm. Không dùng được đường đấy đâu. Cái đấy bao giờ đổ bê tông thì mới dùng được cái đường, mở được đường mới kia. Còn bây giờ vẫn phải đi đường này thôi. Không mở xuống đấy mấy hôm nữa lăn, 2-3 hôm nữa lăn đá bây giờ đấy. Nát hết đường đấy. Em ơi, săn gạt cho anh cho tí chỗ này xong lên kia đi. Sao mà đủ, em ra săn xong là hai máy đi đuổi theo đuôi theo nhau thôi. Đi nào được. Cứ đi săn nốt chỗ đấy thôi mà. Chỗ này hơi cao nhỉ. Ừ, chỗ này. Chỗ này tôn lên cao thì đẹp rồi nhưng mà có vẻ khi đường quên mất không cầm mấy thước. 80. Và 8-24, cái đường này 24-60 đủ, vẫn mới đủ 3 mét là ra tận Đức Mượn rồi còn đâu nữa. Rẻ nhé. Chỗ này tôn lên đâm ra lại thành, nếu mà đường ở dưới này thì lại đủ này. Tôn lên chắc khoảng 40 phân thì lại hẹp cái mặt đường vào một tí thôi. Đâu? À, ấy đâu? Làm đường qua đây cái gì? Làm... Không lấy cái đường dưới này hả? Đâu? Đường vào đây á? Chỗ nào? Cào đây nó chả mất hết cái má đường à? Cái này nó mất hết cái má đường bê tông 3 mét này là sao mà đi kiểu 3 mét ra tận đây này. Bên này chỉ cầu mà để xe máy đi được. Xe máy á? Cầu để xe máy đi. Thế chỗ này cầu máy cầu ở đây, hạ đây xuống ở đây thôi. Thế này nhá, để mấy hôm nữa lăn hết cái đá này xuống đây. Xong rồi nó tôn vào chân này lên được bao nhiêu xong bắt đầu mình mới hạ ở đây xuống thì chắc mới được. Đúng rồi. Anh cứ làm xong ở đây làm xong được. Nói chung là còn nhiều đá lắm lăn ở đây ấy. Mà kia đi làm không có nhà thì anh cứ múc sợ đấy. Có hai nhà đây kia lúc nào có tiền thì vừa lấy cát sợi này kia đủ thì mình thấy vào đấy khoảng chân thôi. Ok, thế mở từ đây chéo xuống đúng không? Xong này ngồi thế lấy hết cái đất mà đấy còn lớp hết chỗ này trong cỏ kẻ hơn, yeah. Không nở đá ấy. Đúng rồi. Làm hết cả cái đá này đầy xây ở đây đi một cái xây thật làm cái nền nhà nhỉ. Nền nhà mới làm vườn rau. Mình làm kiểu đấy ngay. Làm thoải mái đi, xong rồi đưa máy xuống làm cho tôi một cái nền bằng đá, tôi làm cái chuồng trâu. Ngon không nhỉ? Yeah. Nói chung là như mỗi người một tính mà. Hả? Không có cái gì làm á? Thế bây giờ là múa. Hết việc à? Thế thì lấy váy mông ra múa ở đây thôi. Anh biết rồi. Anh biết cái ống nước rồi. Rồi, ok. Cái mỏm đá này vẫn phải đục rồi. Thò ra cái mỏm này mình vẫn phải chinh chiến rồi. Tưởng là xong rồi chứ. Lúc nãy thì từ 3 mét thoải mái.
giờ tôn lên lại đường lại co lại, đục vào một tí rồi. Đúng cái mỏm này các bạn nhé. A lồng xong việc ở dưới này rồi, mình cho a lồng lên bạt tả ly ở trên kia các bạn ạ. Chỗ mỏm đá này vậy mình vẫn phải giải quyết một chút ở chỗ này, không đủ lề đường ấy, không đủ 3 mét đấy. Chỗ này còn một tí, còn sửa một tí. Chỗ đá này sang bên kia làm cho nó xong đi. Chỗ này còn một tí này này. Gầu nhìn thế này thôi mà gầu cũng đánh ra được ấy. Lồng đã lên đến đây. Cho mở một đường biên từ bên kia chạy lên trên này, tức là giật cái mãi thả ly nó thoải vào hết cỡ các bạn ạ. Để cho nó giảm bớt cái nguy cơ sạt lở tối đa. Cái này thì với cái tả ly cao thế này thì sạt lở thì không tránh khỏi được đâu. Thế nhưng mà mình làm nó hạn chế tối đa đi các bạn ạ. Đấy, mà giật vào bên trong kia được bằng nào thì cái tả ly nhìn nó thoáng ra bằng đấy, thì cái mép đường thì nó không phải thể vào trong được nữa, nó chỉ tầm này thôi, đá nó tầm này rồi thì nó chỉ tầm mảnh ván này đổ lại thôi. Đấy, 3 mét đường, 3 mét thì chắc nó ra nó khoảng tầm này đây, tầm này bắt đầu uốn cua xuống. Cái đường dưới thì chắc vẫn phải giật vào một tí nữa ở đây, tại vì cái mép bên dưới kia là toàn đất đắp hết, đất mượn hết, cố gắng gạn hết sức thôi. Đánh này thật tròn ra một tí nữa. Nói chung là càng rộng ra được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Và thoải hết cỡ có thể. Máy mình thì đang đục nốt cái mom đá dưới kia tí, lên đây mới lắp gầu được các bạn. Đánh một phát nhá, đánh như cơ như hôm nọ nhá. Phát lên trên kia xong bắt đầu giật. Lên trên cái cây kia, đứng ở trên kia xong giật hết gầu xuống, cho thoải xuống. Chắc em phải đi lên cao một tí, đi lên qua cái cây kia bắt đầu mới hạ xuống. Hôm qua anh bảo là đi lấy đi, đi vào anh có hỏi đi. Đi em mà đi có trong kia sao vào ấy. Đi lên bên trên cái cây kia được, xong mới hạ dần xuống được. Chứ đi bên dưới cái cây này thì sợ tí không qua được cái cây này ấy. Cái cây này già to này. Em cứ làm một cái lối nhỏ nhỏ đó, theo cái đường kia bên trên cái cây, bắt đầu từ cái cây kia là bắt đầu em đánh xuống, đánh vát xuống. Cái gốc đấy thì hơi to to thật. Thôi đi đi, anh đục một tí dưới kia xong anh chạy lên đây anh múc ở dưới. Thì chỗ này mà để nước đây là rất là nguy hiểm các bạn. Nguy cơ sạt lở cao lắm chỗ này ấy. Chả có cách nào cả. Cho nó sạt tự nhiên đi hết thôi, chứ còn bây giờ chả có cách nào đâu. Dọ đá thì chả được, nó hằng. Mấy chục mét kiểu này, dở lắm. Chắc là đợt này đất xuống đây quăng ra thì nó vẫn thoải ra được thêm một ít nữa. Nhưng mà nó không giữ được đâu, nói chung là đất ở vùng cao này nó không nhờ vào đất mượn được. Nóng thế mở ra cái nát nước không nhỉ? Nóng làm sao mở được.
Ok, 5 giờ chiều các bạn nhé. Đúng 5 giờ đã đục được xong cái phần đá này rồi. Đây, chỗ này nó cũng không được to lắm. Nếu mà nó giữ đúng cái làn lúc nãy thì không tôn lên thì là rộng hơn một chút các bạn. Này đúng đủ làn đường thôi. Đây, 3 mét đúng ở đây này. Đấy, đây là đường đấy. Còn một chút đất mượn này thì nói chung là đường ra hết mép các bạn. Đấy, phía bên dưới này thì chị em đang cào nốt một chút này nữa là xong cái đường cho A Tính. Nhưng mà mai sau cái đường này chắc là không sử dụng nữa. Chính không sử dụng mới tốt đấy. Không sử dụng thì cái đất nó ốp vào cái má đường dưới này nó không bị sạt lở. Nó giữ cho cái mặt đường trên này. Chứ không cứ moi mãi rộng dần ra cái này chắc chắn nó sẽ sạt lở. Đấy, vậy là hôm nay là hai máy xúc đã hoàn thiện được khoảng 40m, 50m đấy, tầm khoảng 50m mình chưa đo đâu. 40m rồi, tập đấy thôi. Từ cái hòn đá này đến chỗ nhà A Sùng. Đấy, vậy là đường rộng nha, ví dụ như những chỗ này thì rộng thoải mái. Những chỗ này thì đây. Đây. 3m7 đây nhá các bạn nhé. Đây, đúng 3m7. Còn mỗi hai mỏm đá kia là thông xuống tận bản rồi các bạn nhé. Vậy là phía dưới của bản từ cái bãi đá nhà A Sùng trở lại với bản gần hoàn thiện. Còn mỗi cái vách đá này, mỏm đá này khoảng độ 5m nữa là thông xuống dưới nhà A Chua rồi. Ngày mai chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ rút máy lên phía trên xử lý cái chỗ sạt lở để A Lồng tiếp tục các cái công việc khác ở trên bản, đi đào nền nhà hay là đi làm những cái công việc khác các bạn ạ. Máy mình mai sẽ múc ở dưới, máy A Lồng sẽ múc ở trên, hoàn thiện nốt chỗ đấy cho an tâm cho bà con, không về đến nhà cứ lo ngay ngáy, chỉ sợ lo sạt lở bà con đào thế nào nổi. Lúc mình máy mình rút đi rồi thì rất là khó các bạn ạ. Ok các bạn ơi, vậy là ngày hôm nay chúng ta đã hoàn thiện được cái phần cơ bản ở dưới bản rồi các bạn nhé. Ngày mai chúng ta sẽ trở lên phía đoạn hoàn thiện, đoạn bùng binh cho an tâm, đoạn cua ấy các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập phim ngày mai. Bù chế đây. Ây da, xin chào. À Tính nghiên cứu đường à? Dạ thì chắc anh Sông nó không cho múc thì múc ở đây. Úi, ở đây thì lại không được. Ở đây hỏng mất hết đường luôn. Múc ở đây nó đã đàn gì. Từ đây xuống thì nó dốc quá. Nhưng ở đây mất ngay đường ngay. Nó múc ở trên xuống, múc ở đây không?